Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hưng Yên có những đóng góp to lớn, góp phần cùng cả nước tạo nên đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 1975 thống nhất đất nước. Với khẩu hiệu tay cày tay súng nhằm đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, ngoài ra xây dựng hàng nghìn người tham gia dân quân tự vệ tại địa phương vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thực hiện công tác tập kết bốc xếp xuống tàu hàng nghìn tấn vũ khí tại bến phà Mễ Sở, chi viện cho chiến trường. Cùng với đó, nhân dân còn gom góp chi viện cho chiến trường hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm mỗi năm. Trong cái lúc đó, mà nhiều anh em ấy là chủ nhiệm này, phó chủ nhiệm này, đội trưởng sản xuất này, mà chúng tôi yêu cầu đi bộ đội là anh em cũng bỏ để lên đường đi hết. Thế còn phụ nữ ấy, đi thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến, ở nhà cũng phải tay cày tay súng đấy, để có lương thực phục vụ cho tiền tuyến, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cũng trong thời kỳ này, mỗi năm Hưng Yên có hàng nghìn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm thanh niên xung phong đi mở đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1966 thì là tôi đang học giờ cấp 3, thì tôi viết đơn xung phong đi bộ đội. Thì ở thôn này là khoảng 5-6 người đi và xã là hơn chục người đi. Lúc ấy nhập ngũ là phấn khởi lắm. Khi thế cái lòng yêu nước nó ngấm vào như là ngấm vào máu thanh niên rồi. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hưng Yên đã có trên 85.000 người trực tiếp tham gia tại chiến trường, chiếm tới 10% dân số của tỉnh lúc bấy giờ. Kết thúc cuộc kháng chiến, nếu tính cả thời kỳ hợp nhất, tỉnh Hải Hưng đã bắn rơi tổng số 85 máy bay phá hoại của Mỹ, đón tiếp, chữa trị cho trên 15.000 thương binh từ chiến trường trở về, góp phần không nhỏ với quân dân trong cả nước, tạo nên chiến thắng miền Nam thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975.